Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Ui, hôm nay là ngày thứ 48 rồi và yêu lực của mình là đang 3,99 ức anh em nhé. Chắc chắn hôm nay mình sẽ lên được 4 ức đấy, và không biết là lên được 4, bao nhiêu ức thì anh em cùng chơi với mình nhé. Ok, đây là một số những cái phần thưởng ở các cái hoạt động hôm qua nhận liền. Ơi, anh em muốn kiếm được cái phù thiên diễn cao thì chắc chắn là thứ bảy chủ nhật anh em phải tích cái vé này, sau đó là đánh cho nó mắc ping lên xếp hạng top cao thì chúng ta mới có thể là đạt được nhiều phù thiên diễn. Anh em thử đoán xem là tuần tới là chúng ta sẽ có sự kiện gì ở trong luân hồi địa nào? Chúng ta sẽ có thần thông hay là chúng ta sẽ có tinh quái này? Nhưng mà nếu như là kể cả là tinh quái hay thần thông thì mình đều chưa tích đủ cả. Để mà tích đủ được tinh quái thì chúng ta cần phải 360 vé. Tuy nhiên là bây giờ mình mới chỉ có 160 vé thôi anh em nhé, còn thiếu tận 200 vé nữa cơ. Hốn phết. Thần thông mình cũng tương tự, 16k điểm thì bây giờ mình mới chỉ có mấy k thôi. Cái này leo càng sớm càng tốt, bởi vì chúng ta sẽ có thể nhận quà mỗi ngày. Nếu mình thì mình đánh đổi 500 tiên ngọc trong vòng 2 ngày, tức là mình mua từ hôm qua. Thế là để mình lên nhanh. Thì hôm nay là mình có thể xếp hạng top 3 rồi. Thì với bảng xếp hạng top 3 này thì mình hoàn toàn là có thể nhận được phần quà đây anh em ơi. Đấy, 500 phù thiên diễn mỗi ngày là cũng được đấy anh em ạ. Và quan trọng là cái ấn ký này nữa. Tiệm ra nào. Hôm nay là mình có 875 điểm à, thế mình múc luôn này. Còn lại mình sẽ all in vào cái ấn ký nha. Đấy, trong lúc chờ đợi chặt đào phát á, cho nó lên 4 ức luôn anh em ơi. Túi càn khôn đâu nhỉ? Đấy, hôm qua thì mình xếp hạng nó tận mấy trăm á, thế cho nên là nó không được nhiều quà. Ok, thêm một cái nữa là 81 cái hoa nạn hồn cho anh em ơi, nhưng mà chưa ăn thua. Thế mới chỉ nâng cấp được có level 2 thôi. 992 cái cặp lưu ly rồi anh em ạ. Mình chuẩn bị có thêm một em chuột nữa rồi. Đi đào thật là bùng nổ luôn. Thẻ tháng còn 15 ngày. Ôi nhanh nhỉ. Vừa mới nạp hôm nào lại còn 15 ngày anh em ạ. Ôi áo thật đấy. Tích nạp. Ôi tích nạp qua mình không nạp luôn. Hôm nay chính là tích nạp một ngày ngon này. Khả năng nạp 25k là nó sẽ hợp lý. Choáng à. À, bởi mí cho anh em biết là mình đang build dần sang phản công rồi anh em nhé. Đây này, ở bên môn phái này thì mình không chỉ có choáng đâu mà mình đang build dần vào phản công rồi. Khi nào mà build chuẩn chỉ thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Wow, tăng nhiều yêu lực thế thì tăng chơi luôn đã. Nhận luôn. Tiên duyên xem nào. Ô, phước lành. Ôi, vẫn cứ là ok. À, phước lành à. Được này anh em này. Chơi luôn cái này nha. Bởi vì là đang có sự kiện tích nạp mà mình đang build phái phản công thì cho nên là mình sẽ nạp luôn 25k có thêm các khá đào đấy. Ok luôn. Hồi lên. Ok, successful. Rồi, nhận tiếp. Ủa, nó không nhận một lần luôn nhỉ. Ok, 25k là ổn áp rồi. Tích nạp có thêm 50 đào. Tích ngày tiếp tục là 100 đào và 30 tịnh thủy. Ngon đấy chứ. Thế là lời. À đúng rồi, trong phần thị thứ ban phúc ngày hôm nay thì chúng ta có thể sở hữu được thêm cái gì không nhỉ? Không à? Ủa? À hôm nay là quà 55 lần là ngày hôm qua là mình lấy rồi. Còn phải 70 lần thì chúng ta mới có thêm 25 cái tịnh thủy cơ. Ồ, đéo nhỉ. Cũng hơi khó ta. Mình vừa thấy giao thêm một môn phái phản công nữa này. Đấy, ủa, tăng nhiều này. Tuyệt vời luôn. Quá ngon lành cành đào anh em ạ. Bên âm thân của mình cũng đạt được 3,95 ức rồi. Cố lên nào. Oh dear. Thụy thú văn phúc tiếp tục đi. Luân hồi điện thì mình sẽ nhận thêm quà ở đây nha. Đạt mốc thì cái mốc 300 lần này chắc là mình không đạt được trong sự kiện lần này rồi. Bởi vì chỉ còn lại 1-2 ngày nữa là sự kiện nó sẽ kết thúc anh em nha. Gói nhận luôn. Thụy thú văn phúc tiếp tục. Rồi auto tiếp để xem là được nhiều món trang bị gì không. Cố gắng lên 4 nước đi nào. Hôm nay là mình xem nào. Vận may nhiệm vụ. Ok, tầm bảo 1 lần nào. 5 lần thì hơi khoai.
7 lần nữa chứ. Chia sẻ một lần ok luôn. Free thì chúng ta sẽ có 4 lần. Có đâu kiếm đâu ra thêm bây giờ đây. Ô, có thêm một cái nữa này. Mới luôn ạ, vạn giới trận đồ. Rồi, để mình xem cái mới là cái gì nha. Vạn giới trận đồ đâu. Đã có này. Wow, đâu rồi. Hả? Cái gì vậy? Được tăng sao? Bộ, tất cả. Ủa? Rõ là cái mới mà nhở. Hiểu thực sự. Có khi nào đấy là cái cũ không nhở? Thế thì chưa đủ mảnh để tăng sao hả? Có kỳ cục ấy. Đây này. Hả? À nó là cái này hả? Cỏ hộ tâm. Nhưng mà cái vạn giới trận đồ đâu? Ủa? Cái gì vậy trời? Hỏi chấm. Ờ à, đâu nhở? Mình nhớ rõ là tên là vạn giới trận đồ chứ nhở? Ờ à, vãi cả trường ạ. À, ảo thật đấy. Mình có bị nhầm ở đâu nhở anh em nhở? Hơi lú. Mới sáng ngủ dậy hơi lú anh em ơi. Tăng tốc luôn. Choáng á. Tạch luôn anh em ạ. Đỡ phải chuyển đi chuyển lại như mất thời gian đi anh em. Thụy thú ăn phúc lần cuối cùng. Không được gì rồi. Ngày hôm nay không được gì trong phần thụy thú ăn phúc rồi. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau all in trong phần vận may này. Hút máu tách luôn. Tâm bảo 7 lần này. Nhưng nó phát bảo 1 lần. Chắc là không đủ à. 1. Ô có 100 đào luôn kìa. Ngon. Ui 20 cái la bàn tầm bảo lên ngon thế nhở. Nếu như tính là tim ngọc tương đương được 4k đấy anh em ơi. Và ai trời luôn. Ôi thêm một cái nữa này. Đấy thêm một cái mới nữa này anh em này. Ui truyền thuyết luôn ạ. Wow công 2% luôn nha. Sau mấy lần cần quét truyền yêu thắp. Ui hợp con nhà bà Lý luôn ạ. Xịn 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 luôn. Đâu nhở. Sau mỗi lần càn quét truyền yêu tháp. Cái này đúng không? Đây 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 đây. Hợp hợp lý hợp lý hợp lý. Xin luôn. Né cộng 2% này. Chơi luôn. Đây 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 đây. Kháng hút máu. Kháng hút máu thì hơi phế. Vì ít anh em chơi hút máu lắm. Rồi. Ơ ngon nhở. Trong phần may thế là được rồi anh em ạ. Tự nhiên làm quả hơi bị sất chơi người rơi đấy. Liên kích. Liên kích bạo kích thì phải chuyển sang bên phần dương thần đấy anh em ơi. Liên kích bạo kích. Ô có tăng luôn này. Rồi. Sakalaito tiệp 15 rồi. Cố lên. Còn 21 ngày nữa thì mình có thể lên tiên thụ 16 cơ. Không biết lên tiên thụ 16 thì nó sẽ khác bọt như thế nào đây. Hóng quá trời luôn anh em ơi. Ôi nhưng mà từ nãy giờ. Ơ đây này. Chỉ với ở trong phần pháp bảo thôi mà mình đã lên được 4,02 ức rồi. Wow. Liên bạo vẫn tiếp tục là ra những món đồ tăng cực kỳ nhiều lực chiến nha anh em. Ồ nhưng mà liên bạo của mình đang bị thòn lực chiến hơn so với một phải né. Lý do cực kỳ đơn giản là vì tối ngày hôm qua tự nhiên mình all in có 300 đào thêm mà ra liên tiếp 3 món trang bị né tăng toàn 100 vạn với cả 200 vạn ưu lực thôi anh em ạ. Ảo thật đấy. Dã man con ngan luôn. Không đùa được nha. Triệu hồi linh thú này. Wow, quyền vũ này anh em này. Bây giờ thì cũng hơi căng thẳng nha. Nếu như bây giờ mình lấy huyền vũ luôn thì nhỡ đâu tuần sau nó ra sự kiện liên quan đến linh thú này. À không phải tuần sau đâu, chỉ cần 2 hôm nữa thì nó sẽ bị thọt mất 1k điểm ngữ linh thạch của mình. Thế thành ra là mình sẽ phải tích lũy lại anh em nha. Thực ra mình cũng chia sẻ với anh em là mình đã có em kỳ lân 6 sao thì tại sao mình lại lấy sách em huyền vũ. Bởi vì là nếu như mà mình chơi kỳ lân á thì sau này kỳ lân nó sẽ chỉ phù hợp với cả môn phải né. Đấy, né và hút máu này. Và thậm chí là né bây giờ thì không ai đi né với cả hút máu à. Không biết đều thế. Thế thành ra là bị thọt mất một cái dòng ở đây mà nó rất là lãng phí. Còn nếu như chúng ta mà lấy được em huyền vũ thì em huyền vũ thì nó sẽ phù hợp với rất nhiều đội hình. Ví dụ như né chơi được mà phản công cũng chơi được. Kiểu như vậy. Thì sau này nếu như mình có thay đổi đội hình như thế nào đấy thì em huyền vũ này nó sẽ hợp lý hơn. Và nó sẽ chỉ có một dòng liên quan đến trị liệu thôi. Và tăng thủ thì cũng rất là cần nha anh em. Đấy, bởi vì là tăng thủ á thì chúng ta sẽ còn kết hợp với cả nhiều cái liên quan đến giảm sát thương nữa. Nó rất là ngon lành.
nên là mình mới lấy em Huỳnh Vũ là như vậy để mà mình nghĩ đến hướng lâu dài. Nếu như mà build một em pet đỏ nó cũng rất là tốn rồi mà lại chỉ dùng được cho môn phái nó không đa dụng thì nó sẽ rất là thọt. Thành ra là mình chuyển sang em Huyền Vũ là như thế, mặc dù là có em Linh Thú 6 sao này mình chấp nhận luôn, mình bỏ luôn nha anh em. Mình chuyển sang em Huyền Vũ để chơi, đấy là để chia sẻ với những anh em nào mà chưa biết là như vậy nha. Ôi vãi cả nồi này, mình có một cái món Linh Bảo 4 sao level 389, còn phần trăm là ít hơn, công cũng ít hơn luôn ạ. Ôi giời ơi, được mỗi là HP tăng thêm là có mười mấy vạn, thủ tăng thêm có mấy trăm, à mấy nghìn. Nhưng mà có kháng choáng 1% là ngon đấy anh em ạ. Bởi vì môn phải né của mình thì khá sợ môn phải choáng, thế cho nên là mình sẽ thay luôn nha. Có 11,1% kháng choáng là cái gì đấy rất ngon anh em nha. Ở trong phần huyết mạch thiên tiên thì mình sẽ tiếp tục là auto. Đây mình mới chỉ có món chí bảo thôi. Hôm trước mình để nhầm bên môn phải choáng thì đánh dị thú xâm lược, bảo quái sao hôm nay đánh kiểu gì ảo ma Canada thế. Đây này, mình cũng được 102 ức rồi này. Đấy chứ hôm trước được có mấy ức ảo thật đấy. Anh em nhìn thấy phát thứ hai của mình là được 130,64 ức. Thì lý do cực kỳ là đơn giản luôn, bởi vì là mình đã đổi cái em Đại Minh Vương ra và thay vào đây là em Hộ Pháp Thiên Thần nha anh em. Bởi vì là môn phái liên bạo của mình á, thì mình cũng build chỉ số bạo kích của nó khá là ổn rồi. Liên kích của mình 198% và bạo kích thì cũng trên 200% rồi, 209%. Thế thì bây giờ mình có thêm một chút phản công nữa, bởi vì phản công của mình đang dưới 120% anh em nhá. Thế cho nên là mình đã bỏ cái em Đại Minh Vương này đi. Và sau đó là mình thêm em Hộ Pháp Thiên Thần này vào. Thế là sau 5 lần thì nó sẽ có được 50% phản công nữa, cộng với cả 80% phản công của mình đang có sẵn rồi, nó sẽ ra 130% phản công. Thì lúc đấy là yêu lực của nó sẽ đánh dị thú xâm lược sẽ ổn áp hơn. Ok, đấy 145 ức luôn này. Wow, tuyệt vời, 159 ức. Ngon luôn anh em ơi. Ồ, 114 ức. À, không sao, để tổng kết lại thì mình sẽ có thể lên được là 652 ức, chứ không còn là mấy chục ức như ở video lần trước nha anh em. Lần đấy là mình nhầm tí rồi. Ok, thế thì phải nâng cấp thêm cho em ứng long của mình thôi. Lấy luôn Fistoid, online cái đao nha. Chuyển qua nguyên thể một tí nào. Lại tiếp tục là auto để có thể là thêm món né nha anh em. Bổ sung thêm một tí đào trong phần kiêu chiến yêu vương nè. Đấy, ôi luôn. Rồi rồi. Ý. Đây rồi. Đấy, nó phải như thế. Rồi. Đấy. Thế là giờ mình lại có tiếp tục là 2000 đào. Để xem ra là với 2000 đào này thì mình có thể lên được bao nhiêu ức nha. Mà bàn này sang bang của mình lúc nào nhỉ? Ảo thật đấy. 29,38 ức. Ok. Ảo ma Canada nhỉ? Hôm trước bà đấy vừa ở bang gọi là đối thủ của mình. Thế bây giờ tự nhiên bà sang bang mình luôn rồi. Ảo nha. Ok, nhưng mà không sao, càng có người mạnh sang gánh bang càng tốt anh em ạ. Online nha. Tham gia một số những cái hoạt động thì có thể gọi là OCK luôn. Một mình mà đây đánh thì nghĩ rồi ôi, đánh được cả bang khác tan tác hoa ngâu luôn. Rồi, cố lên nào. Ê à, hôm nay đang để liên bạo để đi bóp thì phải. Piu piu piu. Rồi, cây trần. Phục luôn. Ê à, né liên tới tọi anh em ạ. Này chủ yếu đánh với ứng long. Ứng ai khỏe hơn thì người đấy chiến thắng thôi. Rồi, Sakalay cực tiệp thế nào. Quá, cay đánh rồi này. Vô cực tử. Ê à, vô cực tử lên 3,84 rồi. Ê, thốn đấy. Ok. Ui giời, đau chưa. Ê à, đóng băng rồi. Ui hồi nhiều máu nhờ anh em nhờ. Rồi, vẫn cứ là ngon lành cành đào nha anh em. Sói xám này, mỗi bạn đánh một lần nha. Ai cũng có phần. Ok. Ê à. Ê à. Ui. Thốn nhở, siêu linh thú giảm sát thương các kiểu. Khiến cho mình đánh không thốn mấy. Mà tại sao bạn đấy lại để con Đại Minh Vương đây làm gì ta. Tiếp theo đánh ai đây. Là mới phát. Tiêu giao tử đây. Lạ ấy nhở. Tiêu sao tử ở bang tiêu giao. Ủa, như này mới à. Đánh thử xem nào. Như nào, cũng né luôn. Cũng ứng cả kỳ lân luôn này. Ồ, có đại sơn yêu. Nhưng mà không có hồi sinh. Rồi, xem còn ông nào không. Như Lai, ông này đánh chưa nhỉ. Chưa thì phải choáng à, choáng này tách luôn nha. Đang đi dần ra phản công. Thế thành ra là thôi, choáng tách cũng được. Đỡ phải đổi sang âm thần cho nó mệt. Ui,
Thanh Long đánh đau này anh em này. Ui đánh tay đau vãi. Ồ, ông này đánh tay đau nhờ anh em nhờ. Mà lại còn kháng né các thứ ghê chứ. Để mình xem nhân vật cưỡi của ông này bao nhiêu mà kháng ghê ta. Như Lai, Như Lai. Đây 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 đây. Vật cưỡi bậc của vật cưỡi này nó bậc 6 rồi. Bảo sao có quả kháng ghê vậy. Ghê đấy chứ. Được nha. Mình cũng sắp lên vật cưỡi bậc 6 rồi anh em ơi. Cố lên, khi nào mà full cái phần tiên duyên này thì mình sẽ nạp luôn nha. 249k đúng không? Đây. Mấy hôm nữa, chắc là phải 1-2 hôm nữa thì mình sẽ full được cái này. Sẽ đầu tư 249k để có thể là sở hữu thêm một cái vật cưỡi nữa. Là ngon lành liền. 60 à? 60 là mình vừa đủ ta. Ấy, vừa đủ nha anh em. Lên được vật cưỡi bậc 6 là ngon luôn anh em ạ. Ok, thế là mình xả xong 2.000 đào rồi anh em ạ. Tài yêu lực của mình lên 4,05 ức anh em nhé. Thế là không lên được 4,1 ức anh em ạ. Cũng hơi khó. Thế lên được 4,1 ức nó không phải vấn đề đơn giản đâu anh em ơi. Nói chung là mấy cái phân thân của mình, Dương Thần cũng lên 4,08 này. Rồi thì cái môn phái phản công năng builder của mình cũng đang 4,05 ức rồi. Nhìn chung là lên 4 ức tất rồi anh em ạ. Ồ, được phết anh em ơi. À, bây giờ mình sẽ đi mạo hiểm thử tí xem là vừa được đến cái ải bao nhiêu nhá. 8.39, 7,2 ức này. Có biết thanh niên này lực ca là phản công hay sao nhỉ? Ừ đúng rồi, nó có phản công thì nó kháng. Ờ cái này hình như nó không phải kháng né. Chứ còn nếu như kháng né là mình hẹo từ nãy giờ đấy. Ủa, thất bại kìa. Hả? Thất bại á? Máu này trâu thế cả. Rồi để mình xem nào. À nó hồi máu anh em ạ. Rồi luôn, hiệp 8 rồi nó vẫn còn bấy nhiêu bảo sao. À nó chuẩn bị hồi máu con cừu này. Đúng, khả năng thế anh em ạ. À, hiệp này khả năng thắng được này anh em này. Rồi, ai à, phản công. Ui xài, ngon luôn. Ui, quả này không biết là cái gì đây. Quả này là kháng choáng, ui mày thế. Mình nó lại kháng, mình lại chơi né. Thắng rồi anh em nhé. Nhìn cái dấu chấm đỏ ở cái dương kia nó hiện lên phát là mình biết là thắng rồi. Nhưng để mình xem là thắng như thế nào nhé. Wow. Đau này. Chính ra con này máu lại không trâu bằng con lực ca đâu anh em ạ. Thế là bú luôn. Wow. 25 mình dẫn hồn chú liền và 250 ngựa linh thạch. Perfect thế nhỉ. Được đấy chứ. Ngon này, ngon này. Cái này nó kháng cái gì đây? Cái này là nó kháng phản công anh em ạ. Ui nó kháng cả né luôn này. Vãi cả trưởng luôn. Thế khó nhở. Thế âm thân của mình đang build xong phản công thì nó lại kháng cả phản công cả né. Cú thực sự luôn anh em ạ. Ui nó đánh liên tội kìa anh em ơi. Rồi thua anh em ạ. Thôi thì đành lại phải nâng cái build lực lên để có thể là đi vượt mấy cái ải này anh em nhá.